Đây là cặp lục bình nhị canh công và gà nhé. Mặt này là mặt chim công này, công công đào. Lục bình có hai phiên bản cao 60 và cao 50. Hàng sứ mạ vàng 24K Bát Tràng Việt Nam mọi người nhé. Bên hông thì được chế tác họa tiết hoa văn như thế này, kết hợp với chữ thọ này. Đây là bên hông của tác phẩm. Mình để xuống dưới đất như này quay nó mới lên được màu vàng chi tiết này, để cho mọi người nhìn rõ nhất nhé. Ở đây là mặt hình ảnh kim kê đại cát gia đình gà này, gà trống, gà mái và bầy gà con này. Cây tùng hoa đào trên một bình vẫn có bốn loại cây loại hoa biểu tượng của bốn mùa xuân hạ thu đông. Tùng cúc trúc mai